Em chủ kênh Phong Lan Tùng Nguyễn xin chào cô chú anh chị nhé. Hôm nay là tối ngày 15 tháng 5. Em vội quá, đi cả ngày rồi. Tối về em mới có thời gian làm video. Thì kênh của em hiện tại đã đạt 5.000 ca sub. Thì như đã hứa em sẽ làm mini game, nhưng mà không phải ngày hôm nay. Em sẽ sắp xếp một trong hai ngày tới em sẽ làm mini game cho mọi người chơi. Thì vì lý do công việc là em cũng hơi bận nên cũng chia sẻ với cô chú anh chị luôn là như vậy. Thì em hẹn cô chú là anh chị là 1-2 ngày tới em sẽ làm. Và hôm nay thì em sẽ như em đã hứa là hôm nay em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị cách trồng kỳ mới tách. Cách trồng kỳ mới tách. Mới ra rễ và cắt. Cắt ra để trồng. Và cách tách lách kỳ ở trên thân. Lách kỳ ở trên thân ra để trồng. Và giá thể của chúng ta cần có này. Điều đương nhiên để trồng được cây là chúng ta phải có chậu, đúng không ạ? Chuẩn bị chậu. Chậu. Tùy vào loại chậu chúng ta trồng. Thì em cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị luôn, đó là cái video này em làm là em làm theo cách của vườn hiện tại em đang trồng ở tại vườn của em. Thì em đã trồng và nó thực sự đạt hiệu quả. Đó, thì đây cô chú anh chị nhìn thấy những cái chậu cây này em đã trồng và nó đã thực sự đạt hiệu quả. Còn cô chú anh chị nếu mà thấy hay thì làm theo, còn nếu không hay chúng ta bỏ qua video nhé. Và cái cách trồng của em ấy thì chỉ áp dụng cho khu vực miền Bắc và khu vực miền nắng nóng thôi, không thể áp dụng cho khu vực Di Linh Lâm Đồng vì em sử dụng rêu chile. Đó, không thể áp dụng cho khu vực Di Linh Lâm Đồng nhá, vì em sử dụng rêu chile nó rất ẩm. Đó, nguyên liệu trồng vỏ thông to này. Rất là nhiều người chửi em là có những người cũng làm kênh là cũng nói em là trồng theo cách của em thì bán nhà để là mua lấy tiền mua giá thể. Cô chú anh chị thử nghĩ cái giá thể trồng lan này nó hết bao tiền đâu. Thì em cũng có nhận được phản hồi là trồng theo cách của ông thì bán nhà để mà trồng lan. Ông vào xem video của tôi xem, tôi trồng không mất một tốn một đồng tiền giá thể nào. Nhưng cái cách trồng của em nó khác với những người khác. Đó, cô chú anh chị nào cảm thấy hay thì làm theo. Em cũng xin chia sẻ với cô chú ấy luôn là như vậy nhá. Cô chú anh chị nào không hay, cảm thấy không hay thì cô chú anh chị bỏ qua video nhá. Đầu tiên là chúng ta cần nguyên liệu này. Vỏ thông to, vỏ thông xay hoặc vỏ thông không xay cũng được, đã qua xử lý là luộc. Và đây là vỏ thông to nhất để lót đáy này. Sau đó chúng ta cần là vỏ thông nhỏ hơn một chút, cũng đã qua xử lý rồi, luộc. Vỏ thông giải mặt và vỏ thông làm nền nữa. Thì ở đây em có 1, 2, 3, 4 loại vỏ thông. Chúng ta có thể sử dụng 3 thôi cũng được. Hoặc là chúng ta có thể thay bằng đá bọt ở dưới đáy và xốp, hoặc xốp cũng được. Như ở đây em không trồng bằng đá bọt và xốp. Thì em sử dụng là phân trùn quế. Phân trùn quế nguyên chất và được ép viên phơi khô với một mức độ đó là bóp nát. Bóp như thế này không nát, không vỡ. Đó. Rêu chile. Rêu chile cô chú anh chị lưu ý là phải ngâm. Nếu ai cẩn thận thì luộc. Ngâm khoảng 3 đến 4 tiếng, sau đó chúng ta vắt khô nước đi. Chúng ta mang ra trồng. Trồng xong chúng ta tưới thì nó sẽ hút quay lại ẩm, thì rêu của chúng ta sẽ ẩm. Lưu ý cô chú anh chị là phải ngâm nhá. Không ngâm là chúng ta cứ thế bỏ vào trồng là nó sẽ không có giữ độ ẩm nhá. Phân thì gồm phân trì và phân trắng, tan chậm, phân nhật và phân đài đấy. Rồi, còn bây giờ em sẽ đi vào hướng dẫn cô chú anh chị chi tiết để trồng một cái cây. Và chúng ta cần xốp nữa, một ít xốp ở dưới đáy. Đó, bây giờ em sẽ vào hướng dẫn cô chú anh chị. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết trồng từng cây một cho cô chú anh chị xem. Đầu tiên thì một cái chậu em đã buộc lót như thế này rồi. Đó, chúng ta phải lót vào để tránh rơi giá thể. Bốc vỏ thông to cho dưới. Ở đây chúng ta phải chuẩn bị cây nhá. Cây này, đây là một cây 5 cánh trắng anh cả. Em mới cắt và mua giao lưu với anh Minh Sa ở Hà Nội. Thì đây là một cái giá thể để trồng cây. Thì em sẽ cho vỏ thông to trước. Sau đó em cho một lượt phân trùn quế thật mỏng thôi. Mỏng thôi. Quay gần lại cho mọi người xem nào. Đó, mỏng như này thôi. Một lượt phân trắng và phân đài đã trộn lẫn với nhau, cũng mỏng thôi. Đó, như vậy. Sau đó em dùng một lớp rêu mỏng rải ở đây để nó giữ ẩm phần rêu phần đấy này. Đó, một lượt rất là mỏng như này. Được chưa? Sau đó em sẽ làm một cái cây. Em cố định cái kỳ của em. Đây, một cái cây này. Đó, chúng ta đo. Cắt đến tầm này.
Rồi, đây là cái cây. Xin lỗi cô chú anh chị, em sẽ dừng cái video để em tránh cái trường hợp video dài quá. Em làm một cái cây như thế này để cố định cái kỳ của em chuẩn bị trồng lên. Cố định cái kỳ chuẩn bị trồng lên như thế này. Đó, chúng ta sẽ áp thước và chúng ta sẽ xử lý để một cái vật cố định. Sau khi đó em đã bỏ một lượt rêu, một lượt vỏ thông, một lượt phân và một lượt phân tan chậm rồi. Em tiếp tục bỏ thêm một lượt vỏ thông to nữa thật mỏng lên đây. Đó, mỏng như này thôi. Quay gần lại cho cô chú anh chị nhìn này. Đó. Sau khi đó em sẽ dùng một cái lượt vỏ thông nhỏ hơn một chút. Đó. Cho vào đây. Cô chú anh chị tránh trường hợp cô chú chị anh chị trồng bằng sơ dừa nha. Sơ dừa nó giữ ẩm nó quá là quá thể. Nó rất là nhiều những con bọ. Đó, em sẽ trồng như thế này. Đó, bằng vỏ thông, được chưa? Như thế này rồi. Sau đó là em sẽ cho một cái lớp phân nữa lên đây. Mỏng thôi ạ, mỏng thôi nhá. Vì giá thể em hai lớp phân thì dễ đi đến đâu sẽ được ăn đến đấy. Đây cũng một lớp phân thật mỏng thôi. Phân chuồn quế thật mỏng thôi. Phân chuồn quế mọi người lưu ý là mua phân thật cứng nha. Mua phân thật cứng. Sau như thế này rồi, em sẽ lót một lớp rêu ở quanh khu vực cây em trồng. Quanh khu vực cây em trồng, quanh cái khu vực rễ đấy. Tránh rễ nó tổn thương. Cái rễ này, cái cây này chúng ta bôi keo vào đầu này. Đó, sau khi chúng ta bôi lớp keo đen xong để tránh trường hợp nó bị ướt nước, nó sẽ bị hỏng cây. Đó, chúng ta sẽ đặt nó vào đây. Cô chú anh chị để ý nha. Cái rễ non này này, nó đang rất là non. Chúng ta tuyệt đối không được làm tổn thương nó. Chúng ta dùng kẹp gớm này, hoặc dây rút cũng được. Đây, dây rút thì chúng ta sẽ dùng dây rút nhỏ như này. Đó, dây rút cũng được, dây lạc buộc ạ, giả lạt thít ạ. Chúng ta cặp cố định cái cây vào đây. Đó, chúng ta nhìn nhá, để ý này, cái gốc này, xin lỗi mọi người quay video hơi tối nên nó hơi mờ nha. Cái gốc này chúng ta sẽ để cao lên một chút, để cao lên một chút nha. Đó, cặp vào, cần thiết cặp thêm một cái nữa để sau đó để giữ cố định cái cây đã. Đó, được chưa? Sau đây thì em sẽ tiếp tục bỏ một lượt cái vỏ thông mỏng này này. Vỏ thông này. Vỏ thông nhỡ này. Đó. Được chưa? Một cái lớp rêu ở trên mặt để giữ ẩm nhá. Một lớp rêu mỏng ở trên mặt để giữ ẩm nhá. Có vẻ trồng theo cái cách của em ấy thì nó hơi cầu kỳ một chút. Sẽ rất là nhiều cô chú anh chị là không nhớ, nhưng mà cô chú anh chị nếu mà thích làm theo cái cách của em ấy thì cô chú anh chị mở video ra. Em hướng dẫn đến đâu thì cô chú anh chị xem video, xem đến đâu cô chú anh chị làm đến đó thì nó sẽ dễ hơn. Và khi cô chú anh chị làm được một lần rồi thì lần sau thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó. Hơi dí giá thể xuống một chút để cho nó chặt cái giá thể lại. Được chưa? Đây nhá, em sẽ dùng cái lớp vỏ thông mặt là vỏ thông nhỏ nhất này. Em giải vào sát cái phần rễ của nó ấy. Tránh trường hợp là nó bị tổn thương rễ. Tránh trường hợp là vỏ thông to vào làm bị tổn thương rễ. Đó. Cô chú anh chị nhìn thấy chưa? Đó. Tránh trường hợp là vỏ thông to vào bị tổn thương rễ. Rồi, như này rồi nhá. Ok. Sau đó em sẽ giải tiếp tục cái lớp vỏ thông to này. Giải để cho nó kín lớp rêu đi. Chúng ta lớp vỏ trên mặt này chúng ta chỉ cần giải kín lớp rêu đi thôi là ok. Đó. Được chưa? Cho một lớp vỏ mỏng lên trên vỏ bé nhất lên trên mặt. Nhìn cái chậu chúng ta nó đẹp. Thế thôi. Đây là em trồng như thế này nó rất là cách rách, nhưng mà cái chậu cây nhìn nó sẽ rất là đẹp. Nếu mà cô chú anh chị nào mà không thích đẹp ấy thì cô chú anh chị có thể trồng theo cách của riêng mình. Hoặc là cách của em không hay, cô chú anh chị có thể trồng theo cách của riêng mình. Đó, đây là em sử dụng. Em làm cây được rồi nhưng mà em phải làm cho cây nó đẹp. Tại vì sao ạ? Tại vì em là người làm để mang cái vẻ đẹp đến cho tất cả mọi người, đúng không?
chúng ta làm lan là chúng ta chơi cái đẹp của cây lan mà. Mà cái chậu của chúng ta nhìn nó nhôm nhoa nhôm nhoem thì nhìn nó xấu. Cái cây có đẹp đi chăng nữa thì nhìn cái chậu của chúng ta nó xấu thì cũng không ra gì, đúng không ạ? Nên chúng ta phải tỉ mỉ. Tại sao trồng lan nó là phải tỉ mỉ? Tại vì là cái lan nó là một cái rất là đẹp. Thì chúng ta cần phải làm cho nó đẹp thì chúng ta nhìn chúng ta mới ưng. Mà chúng ta ưng thì người khác mới ưng, đúng không? Đây, hoàn thành một chậu lan nhá. Đó, hoàn thành một chậu lan như này xong. Ok chưa? Rồi, bây giờ em sẽ đưa nó ra để tưới nước và tưới thuốc cho cô chú anh chị nhìn nha. Rồi, và đây em đưa ra để tưới nước. Thì cái bình này em đã pha sẵn Bia rốt này là thuốc kích rễ nha. Và ngơm đất lợn pha chung với nhau với tỷ lệ là bia rốt này em pha 2cc cho 1 lít nước. Và ngơm đắc lợi này em pha một gói này với 20 lít nước pha lẫn vào nhau. Tác dụng là cái ngơm đắc lợi này nó sẽ là cái thuốc dẫn để cho cái cây nó hấp thụ thuốc bia rốt này tốt hơn. Còn bia rốt này tác dụng của nó là thuốc kích thích cái bộ rễ của cây để cho bộ rễ phát triển nhanh. Đó, thì ở đây cái chậu này em đã trồng hoàn thành từ cách đây 3-4 hôm rồi. Cô chú anh chị nhìn cái chậu cây nó đẹp chưa? Em quay gần lại cho mọi người xem này. Đó, cô chú anh chị nhìn chậu cây đã lên chưa? Đẹp chưa? Đấy. Rồi, và bây giờ em sẽ tiến hành tưới. Vâng, và bây giờ em sẽ tiến hành tưới. Tưới cây thì chúng ta sẽ dùng cái vòi này như này, hoặc cô chú anh chị có thể dùng bình xịt tay. Tưới này, chúng ta tưới cái dung dịch này là dung dịch thuốc bia rốt và ngơm các loại nha. Chúng ta tưới làm sao cho nó ướt hết cái chậu này. Đó, tưới cây này. Đấy ạ, tưới kỹ một chút nha. Lượt đầu tiên chúng ta nên tưới kỹ một chút nha, vì cái rêu ấy khi mà chúng ta vắt khô rồi ấy nó sẽ không có nước nữa, và khi chúng ta tưới cái này vào thì cái nước thuốc này nó sẽ giữ lại ở trong cái rêu, và cái rêu này nó sẽ giữ lại cái lượng thuốc ở trong chậu, và cây chúng ta nó sẽ hấp thụ được rất là nhiều. Đó, như cái cây này em mới trồng được khoảng 15 ngày mà bây giờ nó đã bắt đầu phát triển tiếp rồi. Đó, em tưới liên tục. Cô chú anh chị nếu mà rễ đẹp như này, cô chú anh chị trồng chỉ khoảng vài ngày thôi là nó bám rễ rồi, và khoảng 10 ngày trở đi là nó sẽ bắt đầu phát triển ngọn tiếp. Đó, như vậy là quá trình là xong một chậu cây, được chưa? Bây giờ em sẽ tiếp tục em làm và hướng dẫn cô chú anh chị trồng những cây khác và những loại chậu khác. Rồi, còn đây là trồng ở chậu sứ nhá, chậu bình dương nhá. Chậu lỗ này chúng ta không cần phải lót. Đây, như trồng ở chậu này thì nó sẽ, chúng ta sẽ phải cố định cây bằng một miếng xốp bên dưới, bẻ một miếng xốp cho ông dưới đáy này, được chưa? Bốc vỏ thông to. Đó, tầm này rồi nhá, em cho một ít rêu. Đấy, gọi là có thôi. Cho một ít phân trùng quế này, ít phân tan chậm này. Đấy, chúng ta lưu ý là trồng cái chậu này ấy, chúng ta phải sử dụng vỏ thông để chúng ta cài những cái lỗ lại, tránh trường hợp nó bị rơi giá thể ra ngoài. Đó, em sẽ dùng vỏ thông em cài những cái lỗ lại. Đặt cái đoạn này. Rồi, đây đã cài bịt xong tất cả các lỗ ở trên chậu nha. Đó, sau đó bây giờ em sẽ lấy vỏ thông nhỏ hơn cho vào đây. Đấy, được chưa? Như thế này ok rồi. Đó, bây giờ em sẽ lấy một cái cây. Đây, chúng ta sẽ dùng cái que sắt này cắm cố định cây này để cố định cái ki của chúng ta nha. Cái cây chúng ta giải ngắn, chúng ta cắt, được chưa? Đó, cắt xong rồi em cho hơi lõm ở cái điểm này, cái điểm ấy giữa chậu rồi xuống chỗ cây xuống một chút, cho một ít rêu vào đây. Đó, sau đó em sẽ tiếp tục dùng phân. Loại này em cũng cho hai lớp phân, cho tránh cái phần giữa rêu ra nhá, cho tránh cái phần chúng ta đặt rễ vào ra. Đó, phần chúng ta sẽ bỏ vòng quanh chậu, tránh cái phần giữa chậu ra.
Rồi, ok. Ta để hoàn thành nhá. Em sẽ tiến hành tách cái key. Đây là một cái key 5 cánh trắng HO. Hiện tại đang ở trên thân như này. Quay cho cô chú anh chị xem này. Đó. Bây giờ thì như cái key này bây giờ hiện tại bây giờ rất là dễ xé rồi. Em sẽ cầm vào cái key này. Dễ phải đảm bảo khỏe nhá. Cầm vào cái key này. Xé ngược lại chiều của nó một cái là nó ra luôn như này. Đó. Dễ rất khỏe đúng không? Dễ quá khỏe rồi. Đây là một key xé thân nhá. Key này là key tách thân mẹ. Key tách thân mẹ này chúng ta trồng bình thường như key có thân mẹ. Không vấn đề gì cả. Đó. Chúng ta sẽ kẹp vào đây. Đặt vào đây. Đó, chúng ta nhìn cái bộ rễ của nó này. Ta nhìn bộ rễ của nó này. Nhìn cái bộ rễ của nó nha. Chúng ta đã sẽ đặt theo cái chiều nào mà nó có nhiều rêu để nó có thể kẹp được bộ rễ, rêu của nó có thể kẹp giữ được bộ rễ ra hết rễ. Đó. Em sẽ lấy cái kẹp bướm em kẹp ghim lại. Sau đó em đẩy từ từ xuống. Vén giá thể ra để cho rễ nó nằm dưới. Đó. Vén giá thể ra để cho rễ nó nằm dưới. Nếu mà nó chưa đủ rêu chúng ta có thể bổ sung thêm rêu một chút nữa vào cái phần rễ này. Sau đó em sẽ lấy vỏ thông nhỏ này. Vun vào rễ của nó. Cô chú anh chị lưu ý nhá, phải trồng, phải đặt key trước nha. Sau đó vun vun dần dần nha. Đó. Vun dần dần như thế này. Được chưa? Rồi ok. Đã kín rễ. Hoàn thành. Thì bây giờ em sẽ dùng cái vỏ thông to hơn một chút em giải vòng quanh. Đó. Nếu mà chúng ta cảm thấy gốc nó hơi sâu, chúng ta dùng cái kẹp chúng ta hơi nhâng cái kia lên một tí. Đó. Hơi nhâng kia lên một tí. Đó, sau đó chúng ta giải vỏ thông nhỏ lên. Mọi người lưu ý nhá, khi mà chúng ta trồng kia ấy thì chúng ta giữ càng ẩm được bao nhiêu thì kia của chúng ta càng tốt bấy nhiêu. Mọi người càng giữ ẩm được kia, càng giữ ẩm được độ ẩm bao nhiêu thì kia của chúng ta sẽ càng phát triển mạnh bấy nhiêu. Đối với ở vườn em nó là như vậy. Còn tiểu vùng khí hậu như thế nào thì cô chú anh chị lựa theo tiểu vùng khí hậu. Đối với ở vườn em ở khu vực miền Bắc ấy, mà ở vườn em ấy, thì em giữ ki càng ẩm thì ki của em lên càng nhanh. Ki em lớn càng nhanh. Đó. Nếu mà em cảm thấy nó chưa ưng thì nó hơi bị sâu gốc thì em nhấc lên một chút. Đó. Như vậy là hoàn thành một chậu ki HO. Đây là ki chậu ki 5 cánh trắng hiển oanh nhá. HO. Đó. Một chậu kia 5 cánh trắng HO. Đó, như vậy là đã hoàn thành rồi. Em lại mang kia em tưới như lúc nãy là xong. Đó, còn bây giờ em sẽ chuyển sang cái phần ươm kia. Đây. Đây là cái dây kia này, dây kia mít. Mai em sẽ bán cho mọi người sau. Dây kia này, dây kia mít. Mai kia em sẽ bán cho mọi người. Dễ rất là kinh khủng. Đây, lá này. Cái kia như thế này nó sẽ rơi vào tầm 1 triệu, nó hơn 1 triệu ạ. Một dây kia em cắt về rất là đẹp luôn. Tạm thời bỏ qua đây đã. Hôm nay là hướng dẫn trồng cây chứ không phải hướng dẫn để làm kỳ. Còn đây, đây là một lô 5 lô trắng Vũ Tuấn Anh. Đây là bông trắng Vũ Tuấn Anh. Do cây này là cây rừng 100%, bông trắng tuyền. Do chú Vũ Tuấn Anh ở Nội Bài sổ ra và đặt tên là trắng Vũ Tuấn Anh nha. Mọi người lưu ý là trắng Vũ Tuấn Anh nhá, không phải 5 cánh trắng nha. Bông này là bông trắng tuyền nên người ta gọi là trắng Vũ Tuấn Anh. Và đây ươm ki thì rất là nhiều cô chú anh chị hỏi em ấy là em ơi làm thế nào để ươm được cái ki để nó lên được cái ki. Mà em thấy cô chú anh chị là cũng hỏi vấn đề này hơi bị nhiều. Nên là hôm nay em sẽ trả lời cô chú anh chị này. Thành quả rồi. Nhá, đưa đây anh. Thành quả rồi. Thì em mới hướng dẫn. Em mới cho cô chú anh chị xem. Đây. Tất cả đây là cả một rổ trắng Vũ Tuấn Anh. Thì là em cắt khúc và em ươm ki. Không kích. Đây cô chú anh chị nhìn thân của em này. Không hề có một vết kích nha. Cắt ra và bôi keo hai đầu xong. Để vào giá thể như này. Và bây giờ cô chú anh chị nhìn này. Nó lên đến 99%. Nó đã sưng mắt đến 99%. Đó. Sưng mắt đến 99%. Và ki tự nhiên này cô chú anh chị nhìn này. Ki tự nhiên bé vậy đã ra rễ rồi. Đây. Đây nhú ra cái này đã có rễ rồi này.
Đó, đây. Đó. Thì cô chú anh chị chỉ cần làm một cái chậu giá thể như em vừa nói này. Nếu mà cô chú anh chị cẩn thận đưa ngay vào chậu thì làm một cái chậu giá thể như này. Sau đó cô chú anh chị đặt cái khúc kỳ của chúng ta lên đây. Đặt khúc kỳ của chúng ta lên đây. Đây ví dụ như thế này. Chúng ta đặt khúc kỳ của chúng ta lên đây. Chúng ta lấy gì chúng ta ghim lại, chắc lại như này là ok nhá. Chúng ta giữ ẩm bình thường, tưới nước bình thường. Được chưa? Còn nếu mà chúng ta có nhiều, chúng ta có thể làm ở những cái rổ như này. Đây, còn đây. Chia sẻ cô chú anh chị đây. Đây ạ. Cửu long này. Đó, em hôm kia em cũng đặt vào một cái rổ, một cái chậu như này. Đây là em ít thời gian thì em đặt luôn vào như này. Xong luôn. Đó, lên kia là ok. Còn đây. Đây là trắng Hà Đông này. Đây cô chú anh chị nhìn nhá. Trắng Hà Đông này. Đã lên rồi này. Đó, nứt này. Lên này. Đây, tất đây. Trắng Hà Đông. Đó. Đây là chậu hồng nhị, đây là lô kỳ hồng nhị nương. Hồng nhị nương Bắc Ninh có tem đây. Đó, cây ở vườn em nhá. Đây. Rễ này. Đó, bé tí này thôi. Ra rễ rồi này. Đó. Không cần phải gì cả, chúng ta để ẩm như này là nó sẽ lên nhá. Chỉ cần để vào khu vực mát thôi, nó sẽ lên. Đây, cửu long đây. Đây. Đó, nứt mắt này. Nứt mắt này. Đó, để như này thôi, không cần phải gì căng thẳng cả. Còn ở bên dưới này là một sạp Phú Thọ. Bên dưới này là một nguyên một sạp Phú Thọ nhá, nguyên một sạp đâm cây trắng Phú Thọ. Đó, còn cái cách trồng của em ấy thì cô chú anh chị có thể tham khảo này. Những cái cây trồng của em này. Đó, cô chú anh chị thấy chưa? Đây là cái cách trồng cây của em. Đây. Em cảm thấy là bộ rễ phát triển rất là tốt. Rồi. Trong khi đó là em phải sử dụng tăng cường, em không dùng phân bón lá nhá. Em sử dụng cái Biorot để kích rễ. Kích rễ là ở đây là gì ạ? Tức là em phun cái thuốc đó 3 đến 5 ngày một lần để cho nó phát triển, tăng độ phát triển cái bộ rễ lên như những video trước em đã giới thiệu cô chú. Đây. Những cái chậu cây này. Tại sao rất là nhiều người bảo em ơi, tại sao chậu cây của em nhìn đẹp vậy? Kể cả đẹp từ giá thể đến cái cây đều đẹp. Đây, rễ này. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn thấy này, bộ rễ này. Đó, đây là do chúng ta phải xử lý giá thể thật tốt, không bị đuôi đầu rễ. Mọi người nhìn thấy không? Đầu rễ em không hề đuôi một cái nào luôn. Đó, và phát triển cực kỳ khỏe. Đây. Đó, phát triển cực kỳ khỏe. Không bao giờ bị đuôi và phát triển cực kỳ khỏe. Đây em sẽ chụp luôn cái này làm hình này. Đó, đây. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy chưa? Đấy, còn video này của em mang tính chất là tham khảo nhá. Cô chú anh chị nào xem được video mà cảm thấy hay thì cho em một like. Còn nếu mà một comment, nếu mà không thấy hay thì mọi người có thể bỏ qua video không xem. Rồi, em cũng chia sẻ cô chú anh chị là cái cách nuôi trồng nó là như vậy. Đây, những cái kia em trồng này. Chỉ vài ngày thôi đã bám rễ rồi. Đây. Bám rễ rồi. Đây trong này là lô 5 cây trắng Phú Thọ của khách đặt. Đó, đây. Mọi người nhìn cái cây này. Bộ rễ như thế này mà làm sao yếu được ạ? Ngọn phát triển tiếp. Đó. Rồi, em xin kết thúc video ở đây nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video sau. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi video của em. Em xin chào cô chú anh chị.